Nó treo vào tường ngay bên tay phải anh ạ. Ô bác Vũ, em tưởng bác đi làm gì mà nghỉ Tết à? Ôi bà ơi, em bảo thật, cứ lên trên làm lên công ty may xin mà làm ngay gần đây này. Nó ở gần đây. May ở chỗ nào? Ngay trên kim này nhỉ? Chỗ ngay chỗ dốc màu gà ấy. Chị ở nhà thì vẫn vào công ty may lấy hàng về nhà làm. Mà nó gần. Làm này chủ yếu là may mặc nhiều, chứ còn nếu mà trông chờ vào hàng và tiền bán hàng để chết đói. Mà nó buôn thì nó cũng từng năm ấy. Đằng nặng về nhà nó vứt đâu thì nó vứt. Vứt quả noi chứ đừng vứt quả mẹ lại về thì đem đi vứt rác đi. Mẹ lại phải đổ rác. Quả ăn được ấy, quả nhẹ bỏ mẹ đi. Đấy, quả con thì bỏ đi. Em bữa nhà đầy nên em vẫn phải đi mua ấy chứ. Quả con quá. Đâu đóng kia là bao đóng. Quả đấy mới ngon chứ còn quả. Nói chung là để bảo ăn được thì năm nay quả lạo ăn được kìa, bưởi năm nay. Đúng rồi. Quả lạo ăn được, nó không có quả đắng, không có quả khô. Ngon thì nó chất lượng thôi chứ còn ăn thì năm nay quả lạo ăn được. Ở mình đây thôi chứ đem về cái đội Hải Phòng ấy. Bưởi diễn loan đắng ngắt nó còn ăn được mà anh. Đấy, cái là mình là có nhà nó vẫn có nhà ăn nhiều nhà quả nó ngon không? Mình ăn ngon nó quen rồi. Mình phải nói là mình ăn ngon quen rồi. Mình ăn nó không thật.